Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, dưới danh xưng tự phong là những người thấu hiểu chính trường, đi trước truyền thông chính thống để vén tấm màn bí mật trong chốn thâm cung bí sử. Thời gian vừa qua thì những đối tượng này đã có nhiều bài viết xuyên tạc về đời tư, về các mối quan hệ và thậm chí là cả về tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Có thể khẳng định đây là chiêu thức, là thủ đoạn rất nguy hiểm nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Và thủ đoạn này thì đang được tiến hành như thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao, chúng ta sẽ cùng bình luận phân tích trong chương trình ngày hôm nay cùng với vị khách mời đang có mặt tại trường quay lúc này. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó trưởng ban tuyên truyền lý luận báo Nhân dân. Cảm ơn Tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau. Trong các lãnh tụ tiền bối, người bị các thế lực thù địch xuyên tạc bịa đặt nhiều nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh tụ tiền bối khác cũng bị bôi nhọ, xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo. Điển hình như, ngày 27 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Mạnh Đồng, tức Beo, 40 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đó, từ năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, Bùi Mạnh Đồng đã lấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ trên mạng Internet, sau đó chèn chữ vào hình ảnh, tạo nên nội dung xuyên tạc, vu khống nhằm bôi nhọ lãnh tụ. Qua đó, đã tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ, gây khó khăn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Không chỉ lãnh tụ tiền bối, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng luôn bị bịa đặt, xuyên tạc. Thủ đoạn của chúng là tạo hàng loạt bài viết, video, hình ảnh xuyên tạc để đăng tải trên tất cả các mạng xã hội. Điển hình như Nguyễn Chí Khương, 23 tuổi, trú tại Bến Tre, quay và đăng tải lên Facebook đoạn clip bịa đặt đoàn xe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm Bến Tre. Clip cho thấy sự xuyên tạc trắng trợn khi ngày hôm đó, 27 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang điều hành phiên họp Quốc hội tại Hà Nội. Thực chất, đoạn clip mà Khương quay và tải lên mạng xã hội là đoàn xe của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và đơn vị chức năng của tỉnh Bến Tre tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân đang chủ trì Quốc hội, nhưng họ lấy hình ảnh thật là đoàn xe diễn tập của tỉnh Bến Tre. Họ chỉ đưa lòng vào đến câu thôi, Chủ tịch Quốc hội về thăm quê thế này, thì dẫn đến nhân dân thấy rằng có người chủ trương chống lãng phí, lại lãng phí rất lớn như thế, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, thì nó từ đó nó ảnh hưởng đến cả chế độ. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thể, 56 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2018, Lê Minh Thể sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp livestream nhiều đoạn video chứa nội dung xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu Đảng và nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo Đảng và nhà nước. Ngoài ra, Thể còn cấu kết trao đổi thông tin trên các diễn đàn mạng với các đối tượng phản động trong và ngoài nước để kêu gọi lật đổ chính quyền, kêu gọi biểu tình. Nhìn chung, hành động bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch tuy không mới nhưng hết sức thâm độc. Qua đó, gieo rắc hoang mang, sự nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, qua theo dõi clip vừa rồi cũng như là từ những cái thực tế của mình thì Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong có thể chia sẻ những cái thông tin gì về lãnh đạo Đảng, nhà nước mà thường bị xuyên tạc, bị bịa đặt ạ? Chúng ta thấy rằng là suốt thời gian vừa qua thì hầu hết các lĩnh vực liên quan tới một đời sống cá nhân, tới một con người đó, tới một sự nghiệp đều có thể bị xuyên tạc. Đó có thể là những thông tin liên quan đến vấn đề đạo đức, liên quan tới quan hệ đời tư, rồi liên quan tới vấn đề về tài năng, công trạng, thậm chí là vấn đề sức khỏe. Cũng như là có những người còn bị xuyên tạc cả về mặt quan điểm, những quan hệ cá nhân, rồi những cái quan hệ pháp lý và kể cả lịch tư pháp. Trên hết ý, là nó còn có cả những cái sự xuyên tạc về tài sản. Chúng ta thấy rằng đã có những cái người lãnh đạo còn bị gán cho một cái nhà rất là vĩ đại,
mà đây là nhà của ông đó. Mặc dù sau này xem xét ra thì đấy là một cái tòa gọi là nó không phải là biệt thự mà nó là một cái dạng như là cung điện của ngày xưa mà của châu Âu, khiến cho cái người đó có thể bị giảm uy tín hoặc là bị mất cái lòng tin, và thậm chí nó gây ra những sự nghi ngờ ở trong xã hội. Trong số những cái yếu tố mà tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vừa nêu thì tôi đặc biệt chú ý đến cái điểm đấy là yếu tố về sức khỏe của lãnh đạo đảng nhà nước, đúng không ạ? Những cái thông tin này trong thời gian vừa qua thì đã bị bóp méo như thế nào? Thông tin về sức khỏe của lãnh đạo là một trong thông tin mà bị dựng đứng nhiều nhất. Rồi có những người thậm chí còn bị tung tin là bị ám sát, hoặc là đi chữa bệnh, hoặc là bị những bệnh rất là nguy hiểm, rất nan y. Rồi có những người nói rằng là thậm chí còn bị đầu độc. Những cái thông tin như vậy nó ảnh hưởng rất lớn tới những cái gọi là sự nhận diện đúng về cái tình trạng sức khỏe cũng như là cái năng lực làm việc của cái người lãnh đạo đó. Và thậm chí có thể tạo ra một số những cái nguy cơ liên quan tới vấn đề về gọi là mất lòng tin, hoặc là về một sự thay đổi có thể nào đấy. Mà theo các cái gọi là truyền thông nước ngoài đấy, thì thường là một cái nhân vật VIP khi mà có dấu hiệu về sức khỏe thì nó thường dấu hiệu cho một cái sự thay đổi, ví dụ như là về ekip lãnh đạo, ví dụ về cả mặt cá nhân lãnh đạo, hoặc thậm chí là cả một xu hướng. Tôi lấy ví dụ như hiện nay chúng ta là đang có những người mà đứng đầu như là người cầm trịch về chống tham nhũng. Nếu những thông tin về người này mà bị sai lệch thì lập tức có thể sẽ bị hiểu rằng là như vậy là cái phong trào tham nhũng sẽ bị đình lại, thậm chí chuyển hướng, và thậm chí xuất hiện một số những người hai mặt, và nó tạo ra những cái tình huống mà có thể nói là nó không đúng, và thậm chí có thể gây ra những cái hoang mang về mặt xã hội. Chứ còn thậm chí là bệnh tật thì ai cũng có bệnh, bất kỳ người nào cũng có bệnh, kể cả những người họ thông tin đồn về bệnh của người khác thì họ bản thân họ cũng có bệnh. Tại sao những cái đối tượng xấu, những đối tượng thù địch họ lại muốn lợi dụng những cái thông tin về sức khỏe như thế này? Phải chăng là vì cái sự tò mò của người dân? Qua quan sát thì thấy rằng là những cái người mà đưa tin như vậy thì cũng khá đa dạng về thành phần, thậm chí đâu đó còn có một vài người đã từng làm ở trong cơ quan truyền thông của nhà nước, nhưng cũng có những người mà họ ở nước ngoài hoàn toàn, họ không có liên hệ trực tiếp vào trong nước, và họ đặt máy chủ ở nước ngoài và họ nói cứ khơi khơi đó. Rồi thậm chí là có một số những người mà có những cái lợi ích nó thù địch, nó ngược với các cái thể chế của chúng ta, cũng như là có những cái mối ân oán mang tính chất cá nhân. Bên cạnh đấy nữa còn có một số người là muốn câu view, họ cứ nói và họ đưa những thông tin sốc để mà mọi người vào xem. Như chúng ta cũng đã nhắc đến thì ở đây có một cái yếu tố rất là giật gân, câu view. Đấy là những cái tuyên bố vén tấm màn thâm cung bí sử, và những nhân vật là tác giả của những cái bài viết thì thường tự xưng là những người thấu hiểu chính trường, những người đi trước truyền thông chính thống để có thể nắm trong tay những nguồn tin bí mật. Vậy thì thực chất họ có phải như những lời mà họ đang tự quảng cáo hay không, hay họ là ai? Nếu chúng ta có một chút kinh nghiệm vào mạng cũng như là một chút kinh nghiệm trong công tác truyền thông và trong các cái nghề nghiệp tương ứng, chúng ta thấy rằng là những tuyên bố như vậy là mang tính chất thậm xưng, nói quá, thổi phồng, tự cho mình, chứ không có một cái bằng chứng hoặc là không có một cái cơ sở nào để có được điều đó. Bên cạnh đấy nữa, chúng ta thấy rằng là hầu hết trong cái phát ngôn cũng như các nội dung thông tin này nó mang tính thù địch rất cao, mang tính định hướng thù nghịch, rồi mang tính chất định hướng tuyên truyền chống đối chế độ rất là lớn. Thì rõ ràng ở đây nó đã định vị cái con người đó. Hầu hết không phải là những người đưa tin hay cũng không phải là những nhà báo, mà chỉ là những cái người mà gọi là có những cái ẩn đức, có những cái bức xúc, có những cái mâu thuẫn, có những cái lợi ích chống đối với chế độ, và họ phát ngôn để thỏa cái mục tiêu cá nhân của họ mà thôi. Mặc dù trong đó chúng ta không loại trừ có một số đã từng là phóng viên ở cơ quan báo chí của nhà nước, nhưng mà về sau vì những lý do, vì những cái lỗi, về những cái khuyết điểm hay là vì những cái mà kỷ luật, họ đã phải ra ngoài và họ mượn cái quá khứ như là một cái tấm thẻ để họ có thể gọi là lòe một số người không biết. Vậy thì những cái thông tin bị bóp méo, bị xuyên tạc như vậy thì nó đã gây những cái tác động nào tới dư luận cũng như là tới người dân ạ, thưa tiến sĩ? Chắc chắn là hậu quả xấu sẽ là nhiều nhất, và cũng như là nó tạo ra những cái hệ lụy kéo theo. Và chúng ta biết rằng là một cái vấn đề, nhất là vấn đề liên quan tới một lãnh đạo quốc gia, liên quan những vấn đề chủ trương đường lối, liên quan tới những cái xu hướng lớn quốc gia, mà thông tin bị nhiễu, thông tin bị bóp méo, thậm chí bị đảo ngược hoàn toàn đó, thì nó sẽ gây ra một sự nghi ngại, đặc biệt là đối với những lớp mà độc giả, khán giả, thính giả là những người mà ít kinh nghiệm, họ nghe và họ tin, rồi thậm chí họ có thể truyền lan những cái tin đó để nó tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa, và nó sẽ gây ra một cái sự nghi ngờ, nó gây ra một cái sự hiểu nhầm, nó gây ra một cái gọi là có thể làm như đã nói đó, làm mất uy tín, làm giảm cái gọi là cái độ tin cậy trong cái hoạt động và phát ngôn của những người nào đó. Đấy là chưa kể là có một số thông tin nếu mà nó gắn với những cái vấn đề về tập hợp lực lượng, gây ra biểu tình, meeting, thậm chí là hô hào, chống đối đó, thì có thể gây ra những cái mất trật tự ổn định xã hội và thậm chí là an ninh quốc gia.
Vâng, thưa quý khán giả và các đồng chí, có thể thấy là qua phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì có thể thấy những tác động rất xấu, ví dụ như là gây hoang mang nghi ngờ cho người dân từ những thông tin bịa đặt xuyên tạc nêu trên thì đã hiện hữu. Và tuy nhiên thì không phải người dân nào cũng nhẹ dạ cả tin vào tất cả những thông tin như vậy. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ giải đáp cho điều này. Chỉ sau một vài thao tác, bức ảnh này đã chuyển sang một diện mạo hoàn toàn khác. Không chỉ với hình ảnh, các clip cũng có thể được cắt ghép hoặc gian dựng để tung lên mạng. Để mà làm được hai những cái clip không liên kết với nhau tạo thành cắt ghép lại thành một đoạn clip thì hoàn toàn có thể. Nó cũng đơn giản, thì chỉ cần hai hoặc vài hình ảnh có nét tương đồng về bố cục hình ảnh, các thứ thì ta hoàn toàn có thể tạo thành một clip mới có nội dung khác hoàn toàn về nội dung hình ảnh. Đây là một trong số những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch nhằm mục đích phá hoại. Không những vậy, họ còn tạo bằng chứng và thông tin giả, tự bịa ra các bài phỏng vấn nhân vật, sự kiện, bịa đặt các trang hồ sơ liên quan đến các nhân vật nổi tiếng, các nhà lãnh đạo, thân nhân bằng thông tin lề trái, thông tin bí mật. Và sau khi đã có trong tay những sản phẩm kích thích trí tò mò của công chúng, các thế lực thù địch tiến hành tung lên các trang mạng xã hội có lượng người theo dõi, truy cập lớn để đánh lừa người xem, gây hoang mang, hoài nghi và chia rẽ. Có những thông tin rất là bổ ích, rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều thông tin mang một cái ý nghĩa khác, có một cái ý đồ hoàn toàn xấu, chẳng hạn ảnh hưởng tới đời sống chúng ta hoặc một cái tập thể tổ chức khác, thì ta cũng cần chọn lựa và né tránh. Có những thông tin mà cô cảm thấy là cô không tin tưởng mình cảm ấy thì cô toàn ẩn đi. Cô đọc có bài báo thí dụ về là phản động ấy, đấy, nói về kiểu đất nước mình rồi thế này thế khác, thì cô cũng nhắn và cô cũng biết rằng là có nghĩa là những cái đấy, những người như thế thì không phải là người con người Việt Nam, thế cũng đề nghị là pháp luật là coi cũng phải xử lý nghiêm. Những cái như thế, cô cũng rất thích bình luận những cái trang mạng mà thí dụ như là không đúng sự thật hoặc đúng sự thật thì cô lại rất là ủng hộ. Mình cũng nghe các cháu ở nhà nó nói về cái trang, nó là trang web đen, nói xấu về các cán bộ lãnh đạo, sức khỏe, nói chung là nó không được ấy lắm. Mình hỏi các cháu là không nên xem cái này vì nội dung nó phản động. Mong muốn là sao là nhà nước mình kiểu có cái luật gì kiểm soát cái trang web đen này, phải chặn từ xa, không cho tác hại đến thế hệ trẻ các cháu. Sự thật đến cái đó chú thấy nói bậy nhiều lắm, chú không đọc, nó thực lòng lắm. Vì trên đó chú là nó nói với con cháu, nói với vợ là nên mình là một cái gọi là cái đọc cà phê ấy, là cái phim ấy, cho nên nghe cái này và các con không vững vàng thì hỏng hết. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã đưa ra rất nhiều những cái ví dụ rất là chân thực để có thể minh chứng cho cái việc mà bị đặt những cái thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin giả, thông tin sai sự thật như thế thì đều vi phạm pháp luật và thậm chí là có thể bị xử lý hình sự, đúng không ạ? Cả ở Mỹ, ở Đức và cũng như là Trung Quốc, Nhật Bản thì cũng đều có những cái quy định như thế, đúng không thưa chắc chắn là như vậy. Trung Quốc và Nga đã có từ rất sớm, Mỹ thì có sớm hơn tất cả. Đức thì họ cũng đã hoàn thiện cả một cái hệ thống về chống tin giả, cũng như là buộc các cơ quan chức năng là phải có trách nhiệm để rà soát các cái tin mà cần phải được gỡ bỏ, và các cái doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ này cũng phải tuân thủ các quy định của chính quyền. Gần đây nhất ấy, là ngày hôm 17 tháng 4, chính Nghị viện Anh đã thông qua một đạo luật mới rất quan trọng. Và cái nội dung của nó là gì? Là các chính quyền của các cái nước EU đó, có thể ra lệnh cho các cái đơn vị cung cấp dịch vụ như là YouTube, Google đó, là phải dỡ bỏ những clip, những cái trang web hoặc là những cái tin nào mà gây nguy cơ khủng bố, gây hấn, thù địch, tin giả, gây nhiễu và không có lợi cho xã hội. Có thể nói đây như là một trong những cái nhận thức rất mới và một trong những quyết định mới nhất của châu Âu. Và trước đấy chúng ta thấy rằng là ngay cả BBC, họ đăng ngày 8 tháng 3 đó, cũng đã ghi rõ là ở Anh đó, Facebook đó, đã phải xóa 130 trang nhóm và tin của một số những cái trang mạng mà họ cho rằng nằm trong một cái gọi là chuỗi mạng tin giả mà đóng trụ sở ở Anh. Và những cái chuỗi mạng này nhằm mục đích là đưa ra các thông tin để chống lại những người cực hữu và đặc biệt là những người có tư tưởng chống phát xít. Rõ ràng là thế giới hiện nay đang coi cái việc chống tin giả, coi cái việc đưa ra các cái thông tin thù nghịch
những thông tin mà gây thù hận và kích động xã hội là một trong những tội phạm hình sự và cần phải nghiêm trị. Vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chúng ta cần phải làm gì để có thể đẩy lùi được những cái thông tin giả, thông tin xuyên tạc về tình hình sức khỏe cũng như là đời tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian tới? Trước hết ở đây là vấn đề nhận thức. Người dân cũng như là chính quyền, các lực lượng chức năng là cần phải thống nhất nhận thức, coi rằng hiện nay chúng ta đang đối diện với một cuộc chiến tin giả. Và vì thế đó, cái việc mà chống các tin giả phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các quan chức năng, của mỗi một người dân. Thứ hai là khi mà tiếp cận với các nguồn tin mà gọi là có nguy cơ giả cao đó, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, nhận diện các cái cơ sở, nhận diện những cái nội dung, nhận diện những cái địa chỉ để chúng ta có thể tin tưởng hoặc là không tin tưởng, cảnh giác với những cái nguồn phát tin này. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải thực hiện cái việc mà nắm bắt nhanh nhạy để mà đối với những trường hợp cụ thể đó, có thể được chúng ta phải sớm có thông tin chính thống phản hồi. Cái thứ tư nữa là trong các quy định cũng như là việc triển khai thực tế các quy định về vấn đề gọi là đảm bảo cái an ninh mạng đó, thì cần phải thông tin rõ cũng như là tăng cái mức chế tài đối với những cái người cố tình xuyên tạc, đối với những cố tình mà gọi là cài cắm tin giả, truyền bá tin giả. Người dân không những không tin mà cũng không nên gọi là nối giáo cho giặc, tức là tiếp tục lan tỏa tuyên truyền những cái tin như vậy. Tất cả những điều đó nó thể hiện thiếu trách nhiệm. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng là một trong giải pháp mới và chúng ta cần phải làm mạnh trong thời gian tới, đó là tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác giữa các đơn vị truyền thông với nhau, hợp tác giữa đơn vị truyền thông với các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông, ví dụ như là với các cái công ty như là Google, Face, vân vân, để chúng ta thực hiện cái việc mà nhận diện và dỡ bỏ những cái trang mạng, những cái bài, những cái tin mà nó không có lợi, và đặc biệt là những cái tin mang tính chất tin giả, tin nhiễu. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã đến với chương trình ngày hôm nay cùng với những phân tích và những dẫn chứng hết sức sâu sắc, cụ thể. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Thưa quý khán giả và các đồng chí, theo Bộ Thông tin và Truyền thông thì hành vi tung tin bịa đặt bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được một số nước xếp ngang với những nguy cơ đe dọa an ninh lớn nhất. Trên thế giới thì chính phủ Anh xếp loại tội phạm này ngang hàng với tấn công khủng bố, tấn công bằng vũ khí hóa học. Không phải ngẫu nhiên lại có sự đánh giá đó, và vì vậy cần chủ động trong đấu tranh phòng ngừa và đẩy lùi các hoạt động bịa đặt vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt với những kẻ cố tình xuyên tạc, bịa đặt vu cáo vì động cơ chính trị ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cần được xử lý một cách kiên quyết và nghiêm minh. Chương trình Nhận diện sự thật xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.